Anh Đào xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong điểm hẹn du lịch kỳ này thì anh Đào cũng muốn xin giới thiệu đến quý vị thêm một không gian bình yên giữa lòng thành phố Biên Hòa để du khách có thể khám phá thêm về những cái nét độc đáo của thành phố này. Và tại đây, quý khách có thể tìm kiếm được cho mình những cái góc an yên, những cái miền ký ức về những cái vùng đất như là Sài Gòn xưa, như là Hà Nội để cùng tìm lại những cái kỷ niệm xưa cũ. Và tại đó quý vị có thể có thêm những cái sự an yên trong tâm hồn mình để tìm đến với thành phố này. Mùa thu miền Nam có gì đẹp? Nếu yêu thích phong cách vintage với chút xưa cũ lãng mạn, muốn tìm kiếm vẻ đẹp ấn tượng hoài niệm những ngày đầu thu, bạn sẽ tìm thấy chúng ở Cà Phê H2. Nếp mình trên cung đường được xem là đẹp nhất nhì thành phố Biên Hòa, đường Trương Định. H2 như một cơn gió nhẹ xua tan cái nóng bức của mùa hè. Du khách lần đầu tiên đến không gian này sẽ cảm thấy ấn tượng với gam màu vàng đậm chất hoài cổ. Bảng hiệu với phông chữ nổi bật phong cách Sài Gòn cũ cùng những chậu cây nhỏ sẽ khiến người ta có thiện cảm nhiều hơn khi đến với quán cà phê này. Các thiết kế màu sắc của không gian H2 khá độc đáo. Quán được tách thành hai không gian với những gam màu đặc biệt. Đầu tiên là gam màu tối với hai màu xanh và nâu cùng những bức tường gạch để lộ đường chỉ. Các vật liệu trong không gian chủ yếu là đồ gỗ trang trí cùng gam màu tương đồng. Ánh sáng vàng cũng khiến không gian được phủ lên sự hoài niệm. Khi đặt chân tới đây, bạn sẽ cảm thấy như mình đang xuyên không gian về một miền ký ức nào đó. Một không gian nhắc nhớ về những kỷ niệm, về tuổi thơ, về những hoài bão mà khi nhìn lại, người ta gọi đó là thanh xuân. Kiến trúc của quán rất là cổ và để rất là yên tĩnh, và để khách du lịch hay là những khách ở Biên Hòa tới quán thì sẽ có cảm giác thoải mái nhất có thể. Với nó kiến trúc rất là cổ thì mình có thể tìm về ký ức xưa, như là có những cái bức tường để vẽ về phố cổ, và như là bài trí ở trong phòng lạnh thì nó giống như là một cái Sài Gòn thu nhỏ. Khi khách tới đây thì quán muốn mang đến cho họ một cái cảm giác là yên tĩnh và thoải mái nhất có thể, và họ có thể làm việc và học tập tại quán. Các nhà thiết kế đã khéo léo sử dụng nội thất đậm chất xưa cũ phương Tây nhưng không hề lỗi thời. Đây cũng là xu hướng nhấn mạnh vào những điểm đặc trưng nhất như là không gian ấm cúng, gần gũi và quen thuộc. Bạn sẽ dễ dàng bị hút ngay từ những ánh nhìn đầu tiên. Toàn bộ không gian quán cà phê H2 được thiết kế với ánh sáng vàng ấm áp từ đèn thả. Điều này tạo nên sự gần gũi, thân mật và dễ chịu với mắt người nhìn. Thêm vào đó, một quầy pha chế đơn giản, mộc mạc cũng là sự kết hợp hoàn hảo cho không gian. Không gian tiếp theo thì chuộng gam màu sáng tối và sự tương phản mạnh mẽ. Bạn có thể tìm thấy ở không gian gam màu trắng, đen, vàng. Chúng được kết hợp một cách khoa học và hài hòa. Với thiết kế không gian này, từ nền nhà tới tường đều trở thành background ấn tượng cho những bức hình selfie thêm lung linh. Ngoài ra, những đồ vật trang trí đậm chất hoài cổ và chút lãng mạn nhẹ nhàng cũng là điểm cộng khiến những người sành cà phê nhớ mãi. Thêm một lựa chọn cho du khách khi đến với thành phố Biên Hòa, nơi hội tụ nhiều nét văn hóa vùng miền đặc trưng. Ai đến đây sẽ cảm nhận miền Nam cũng có một mùa thu nhẹ nhàng như thế. Hy vọng không gian hoài niệm an yên giữa lòng phố này sẽ là một điểm nhấn tô sắc thêm cho bản đồ du lịch của thành phố Biên Hòa năng động.